Ở cuối tập trước, Sở Hưu cùng ba người Phượng Giao, Diệp Hồng Ngư và Diệp Phàm đã quyết định tranh thủ leo lên trên trước. Leo được một hồi thì đám người lão Sở đụng độ với vạn độc trùng. Sở lão ca rất có hứng thú với chất độc của loài trùng này. Diệp Phàm thấy vậy liền lấy ra mê thần hương giúp lão Sở một tay. Rất nhanh sau đó Sở lão ma đã hạ gục được toàn bộ vạn độc trùng ở đây và lấy đi tất cả nanh độc trên người bọn chúng. Bốn đứa tiếp tục hướng lên trên, diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Mời quý vị đạo hữu cùng tại hạ đón xem ở tập này nhé. Hai ngày sau đó, bốn người sở hưu, Diệp Hồng Ngư, Phượng Giao và Diệp Phàm leo đến một nhánh cây toàn là lá màu vàng khổng lồ. Nơi đây địa hình bằng phẳng, xung quanh mọc đầy tiên thảo vàng óng giống như vựa lúa sắp chín vậy, nhìn rộng lớn vô cùng, thoáng đảo ánh mắt cũng không thể nhìn thấy điểm cuối cùng được. Xuất hiện trước mặt nhóm người sở lão đại lúc này có ba khối bia đá khổng lồ đứng sừng sững. Bọn chúng phân thành ba hướng khác nhau, thoáng để ý có thể thấy ba khối bia đá này cơ hồ tạo thành một hình tam giác đều hoàn chỉnh. Bốn người thi triển thân pháp, rất nhanh đã phóng đến phía trước nơi ba khối cự thạch khổng lồ đang đứng. Cự thạch cao chừng 5 trượng, rộng hơn 10 trượng, không tuân theo bất kỳ một hình dáng quy tắc hoàn chỉnh nào. Nhìn thì rất bình thường không có gì lạ, nhưng lại lờ mờ tản ra một loại đạo vận cực kỳ nhu hòa. Phượng Dao ánh mắt kinh ngạc nhìn ba phiến đá thốt lên, "Đây là Ngộ Đạo Thạch." Diệp Hồng Ngư nghe vậy ánh mắt lập tức sáng lên kim quang, thậm chí cả ánh mắt hắn cũng đều biến thành thần nguyên thạch hình dáng. Lão Diệp không kìm được vẻ tham lam mà thốt lên, trước giờ ta chưa từng nghe thấy có khối ngộ đạo thạch nào lớn như vậy phượng giao đưa tay khẽ chạm lên khối ngộ đạo thạch nàng vừa vuốt ve vừa gật đầu nói thứ này có giá trị vô số nếu như cầm lấy đi ra bên ngoài chí ít cũng có giá trị hơn trăm triệu thần nguyên thạch diệp hồng ngư nghe vậy liền ứa gan chắn nản nói đáng giá vậy sao phụ mẫu nó tiền bày ở trước mặt nhưng lại không thể cầm đi thật là khó chịu quá mà lão tử không cam tâm diệp phàm thấy thế liền đi lên vỗ vai diệp hồng ngư an ủi nói hồng ngư huynh đừng quá tham lam chúng ta có thể ở nơi này lĩnh mộ thần thông đã là rất tốt rồi phượng giao sau một hồi tra xét liền đưa ra phán đoán nói hai phiến đá còn lại bên trên có một vết kiếm cùng một vết đao có thể cảm ngộ kiếm ý hoặc là đao ý ở trên đó nhìn tới ba phiến đá này có lẽ chính là cơ duyên ở bên trên mảnh lá cây màu vàng này rồi diệp phàm trong lòng đã lựa chọn thứ mà mình muốn ngộ hắn nhanh chóng hướng mọi người chắp tay mỉm cười nói ta đi cảm ngộ kiếm ý nếu các vị cảm ngộ hoàn tất trước có thể sớm rời đi không cần chờ ta nói xong diệp phàm liền phóng người bay đi về phía phiến đá có vệt kiếm ý diệp hồng ngư lúc này cũng hướng sở hưu cất tiếng nói sở huynh ta đi cảm ngộ đao ý còn huynh thì sao diệp hồng ngư biết sở hưu cũng dùng đao cho nên mới hỏi như vậy nhưng lão sở lại lắc đầu đáp ta muốn ở chỗ này cảm ngộ một loại thần thông bí thuật diệp hồng ngư gật đầu buồn bã đáp sở huynh bảo trọng diệp hồng ngư sau đó cũng rời đi tại chỗ này bây giờ chỉ còn lưu lại lão sở và phượng giao Sở Ca đưa tay khẽ ôm lấy eo của nàng rồi mỉm cười nói: Phượng Giao, chúng ta tại nơi này cảm ngộ chân võ Tam thập lục thức đi. Phượng Giao ngượng ngùng đỏ mặt khẽ gật đầu. Ừm. Um. Một lát sau đó, tại bên trong không gian của Ngộ Đạo Thạch, lão Sở lúc này đang giúp Phượng Giao tu luyện chân võ Tam thập lục thức. Một hai ba bốn hít thở hít thở, chân dơ cao lên trời, tay dang ngang bờ vai, buông lỏng hai chân, tay song song trước ngực, buông cả hai tay. Hai người cứ luyện tập như vậy cho đến tận bốn ngày sau đó cuối cùng cũng xuất hiện nhóm thứ hai trèo lên phiến lá hoàng kim thụ này bốn đứa bọn hắn đều là yêu tộc dẫn đầu đám này là một tên yêu tộc đầu hổ thân người hắn mặt dã thú lông sủ tay cầm quỷ đầu đại đao khí thế ép người nhìn trông rất là hung thần ác sát tên đần này có biệt danh là vọng sơn quân hắn vừa đi đến trước phiến đá thì lập tức cau mày cần cọc nói hừ nơi này thế nào lại có dấu vết của nhân tộc đúng thật là suối quẩy vẫn là nên diệt sát toàn bộ đi nghe vậy tên yêu tộc đàn em đứng ở bên cạnh vọng sơn quân liền lên tiếng nhỏ giọng nhắc nhở sơn quân đại ca khí tức này là của thái tố thánh tử sở hưu và thánh nữ giao trì bọn chúng không dễ chọc vào đâu nghe vậy vọng sơn quân hổ yêu lại không hề sợ hãi hắn toàn thân huyết sát chi khí phóng ra rồi nhe răng trợn mắt to mồm nói thái tố thánh tử thì thế nào gặp thật đúng lúc hôm nay bản tọa phải lấy mạng hắn hư quỷ đầu đại đao trong tay ta sẽ chém hắn thành hai mảnh lần trước thánh thể độ kiếp yêu man liên thủ đánh lén thái tố tử vọng sơn chúng ta vì thế mà mất đi một vị thánh vương chính vì sở hưu mà tổ gia gia của ta mới vẫn lạc hôm nay gặp được hắn ở đây chính là trời giúp ta cơ hội báo thù há có thể bỏ qua dứt lời vọng sơn quân hai tay vung lên quỷ đầu đại đao muốn một đao chém nát phiến ngộ đạo thạch có khí tức của sở hưu cùng phượng giao đang ở bên trong ngay tại thời khắc mũi đao của vọng sơn quân chuẩn bị chém vào mặt ngoài của ngộ đạo thạch thì cánh tay của lão sở từ trong phiến đá bất ngờ thò ra hắn nhẹ nhàng dùng hai đầu ngón tay nhẹ nhàng kẹp lại mũi đao của vọng sơn quân lão sở thanh âm lạnh như băng vang lên nói hồ yêu đánh lén người khác là không tốt lắm đâu dứt lời sở hưu thân thể cũng toàn bộ đi ra bên ngoài cảnh này thoáng chốc khiến cho vọng sơn quân cùng ba tên đàn em run rẩy sợ hãi chỉ một khắc sau đó vọng sơn quân đã lấy lại được bình tĩnh hắn lập tức hướng sở hưu giận dữ hét lên sở hưu lần trước ngươi độ kiếp thánh thể yêu mãn chúng ta liên thủ đánh lén thái tố tử tổ ra gia, gia cũng vì đó thân tử đạo tiêu hôm nay gặp được ngươi tại đây chính là cho ta cơ hội báo thù sở hưu đi chết đi lão sở nghe vậy cũng không thèm nói gì hắn chỉ khẽ mỉm cười chỉ thấy hắn sau đó tay phải chầm chậm nâng lên ngón trỏ tại trên lưỡi đao của vọng sơn quân hơi điểm ra chân võ tam thập lục thức tức thứ bảy chân vũ phá thương ăn chỉ thấy thân thể vọng sơn quân bỗng dưng bị nhấc bổng lên không trung sau đó là tiếng sắt thép và chạm giữa đầu ngón trỏ của sở hưu và lưỡi đao của vọng sơn quân Kê một tiếng, khí bạo tứ phương kích động, lập tức chấn cho vọng sơn quân thân thể bay ngược về sau mấy chục mét. Hắn đau đớn rơi xuống mặt đất rồi nằm im tại chỗ. Ba tên yêu tộc đàn em của vọng sơn quân thấy cảnh này lập tức trợn tròn mắt kinh hãi hét lên, không thể nào. Chuyện này làm sao có thể, tiện tay một chỉ liền đem thiên kiêu chi tử của vọng sơn chúng ta đánh gục tại chỗ. Quá ảo rồi, vọng sơn đại ca, huynh không sao chứ. Ta cảm giác chúng ta đánh không lại tên này, chi bằng, chạy trước đi. Lúc này, sở hưu lại tiếp tục ra tay chân võ tam thập lục thức thức thứ nhất chân vũ bão sơn lão sở thân thể trôi nổi lơ lửng trên không trung chỉ thấy một tay hắn đang nâng lên một tòa cự nhạc hư ảnh cao mấy vạn trượng cự nhạc hư ảnh phảng phất như muốn ôm lấy toàn bộ thiên địa này lão sở chính là muốn dùng thứ này đem vọng sơn quân trấn áp xuống vọng sơn quân con người co rút vào hắn lập tức bật người đứng dậy thanh quỷ đầu đại đao trong tay hắn cùng lúc sáng rực lên vọng sơn quân hét lớn thần thông đào quyết phá sơn thức âm 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 một đạo huyết sắc đao khí được vọng sơn quân chém ra lập tức phân tách tòa hư ảnh cự nhạc của lão sở thành hai nửa cự nhạc nổ tung đao khí cũng theo đó mà tiêu tán lão sở là ai chứ một chiêu không được thì liền dùng chiêu thứ hai hắn cánh tay lập tức bấm luyện pháp quyết chân võ tam thập lục thức tức thứ hai phúc hải âm 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 xung quanh thân thể lão sở ngay tức khắc dâng lên một làn nước khổng lồ cao vạn trượng sóng nước mênh mông vô cùng vô tận bao lấy vọng sơn nhạc vào bên trong khiến cho hắn hết đường bỏ chạy khi nãy dùng một chiêu phá sơn thức đã tiêu hao hết sạch sức lực của vọng sơn quân hắn hiện tại đã giống như cá nằm trên thớt mặc sức dãy ruộng cũng không thể đào thoát ầm 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 vọng sơn quân bị cuốn vào bên trong vô tận thủy triều từng làn sóng khủng bố liên tục đập lên thân thể hắn khiến cho thanh niên này bị cuốn cho trôi ngược về sau hơn chục dặm thân thể giống như con diều đứt dây mặc cho sóng nước vùi dập vọng sơn quân tiên huyết từ trong miệng liên tục trào ra hắn cố gắng vùng vẫy nhưng không thể nào thoát ra nổi lão sở chân đạp hành tự bí chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt vọng sơn quân rồi tặng cho hắn một nhân hoàng quyền vào mõm khiến cho thanh niên này bị gãy luôn một cái răng nanh ngoài cửa vọng sơn quân trong lòng kinh hoàng thầm mắng tên này tại sao lại mạnh như vậy hắn quá đáng sợ thánh thể nhân tộc lại mạnh như vậy sao ta sai rồi ngay từ đầu không nên chọc vào hắn mẹ ơi cứu con ông nội cứu con sở hưu lúc này tay phải lộ ra chân võ tam thập lục thức chân vũ thương long lão sở ngay tức khắc túm được vọng sơn quân một tay hắn túm lấy ít hầu con hổ yêu này rồi ấn xuống bên dưới mặt đất bá đạo kinh khí theo cánh tay lão sở liên tục truyền vào thể nội của thanh niên này vọng sơn quân hét thảm cố gắng dãy ruộng nhưng không tài nào thoát ra nổi bất ngờ lúc này không biết từ đâu lại có một nữ nhân yêu tộc bộ dáng quỷ mỹ bất ngờ xuất hiện nàng ta mặc đồ da bó sát thân thể vóc dáng siêu chuẩn có lồi có lõm sở hữu làn da trắng không vết mũi đốt cùng với dung mạo mị hoặc chúng sinh khiến cho ai nhìn vào cũng đều muốn có được nàng. Đặc biệt hơn, trên đầu nàng còn có một cặp sừng cong vút cùng với một đôi cánh thật dài, sau hông còn có thêm một cái đuôi hình trái tim vô cùng dị hoặc. Nàng là người của vô gian luyện ngục, mỹ yêu thiên diệp. Mỹ yêu lúc này đối với sở hưu thanh âm nhỏ nhẹ cất tiếng nói, vị nhân tộc đạo huynh này có thể hay không thả cái con mèo con này không? Vô gian luyện ngục, mỹ yêu thiên diệp, gặp qua đạo huynh. Mỹ yêu đối với sở hưu khẽ hạ thấp người, nói xong còn cố tình nở một nụ cười đầy vũ mị liếc mắt đưa tình. Rõ là muốn dùng mỹ thuật để mê hoặc lão sở của chúng ta. Vọng Sơn Quân bị Sở Hưu áp chế, hắn thấy mỹ diệp xuất hiện liền cố đưa tay ra cầu cứu nói: "Thiên Diệp tỷ, cứu ta." Vọng Sơn Quân thần hồn bị Sở Hưu nắm trong tay, chỉ với một ý niệm của lão sở là có thể khiến hắn đi chầu Diêm Vương. Vọng Sơn Quân lúc này trong lòng hối hận vô cùng, sớm biết Sở Hưu cường hãn như vậy, hắn liền không dám to mồm ra tay trêu chọc nữa. Phía bên này, Mị Yêu Thiên Diệp lại một lần nữa hướng Sở Hưu cười vũ mị nói: "Đạo huynh, tha cho hắn, thiên diệp nợ người một nhân tình thế nào? sở lão ma tay phải bất ngờ nắm chặt lại, hắn hơi dùng sức liền đem thần hồn của vọng sơn quân bóp nát, vọng sơn quân cứ như vậy mà vong mạng, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. lão sở lúc này mới nhếch miệng hướng mỹ yêu thiên diệp cười lạnh nói: ngươi là cái thứ gì? nhân tình của ngươi đáng giá làm sao? ngươi cùng hắn có vẻ rất thân quen, ngươi rất thân thiết với hắn sao? vậy thì cùng xuống dưới đó đi, đúng lúc làm bạn trên đường đến hoàng tuyền. rút lời sở hưu chân đạp hành tự bí xẹt một cái liền đã xuất hiện trước mặt mỹ yêu thiên diệp hắn cánh tay vung ngược về sau chuẩn bị tặng cho nữ nhân yêu tộc này một vả đang xuất luôn nhưng mà ngay cái giây phút lão sở tiến sát đến bên cạnh mỹ yêu thiên diệp thì hắn đã bị nàng thi triển thần thông nhất tộc thiên phú mị hoặc lão sở bị trúng chiêu cả người lập tức cứng đờ đứng yên tại chỗ mị yêu thiên diệp khẽ ôm lấy thân thể hắn nàng môi son khẽ mở thanh âm đầy vũ mị cất tiếng gọi lang quân lang quân chỉ trong nháy mắt lão sở đã lấy lại được ý thức hắn con ngươi thâm thúy sâu thẳm đạo tâm vững như bàn thạch căn bản không nhận cũng không bị ảnh hưởng bởi mị hoặc của mị yêu mặc cho mị yêu có làm gì có uốn éo vây lấy thân thể hắn sở hưu vẫn hờ hững đứng ở đó lão sở thoáng chốc có một chút hưởng thụ hắn trong lòng cười khẩy thầm nghĩ thì ra là con mị yêu cũng chỉ có thế mà muốn mê hoặc ta đừng mơ tộc mị yêu bẩm sinh giỏi huyễn thuật vừa sinh ra chính là đã trở thành nhân vật cấp đại sư đạo này nhưng vạn vật vốn là tương sinh tương khắc sở hưu ta sinh ra chính là để chuyên khắc mấy loại huyễn thuật yêu đạo này cho còn con của cô ta vốn là không giấu được ta nghĩ xong sở hưu bất ngờ vung tay đánh thẳng vào một ngọn cỏ màu huyết hồng sắc ở ngay trước mặt huyễn cảnh lập tức cũng vì chiêu này của lão sở mà bị nghiền nát mỹ yêu thiên diệp bản thể hiện ra nàng ta bị một đấm của lão sở đánh cho văng ngược về sau ầm 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 bụi mù cuồn cuộn thiên diệp theo trong khói bụi đi ra nàng ta thân thể lảo đảo hướng sở hưu ngữ khí ai oán nói đạo huynh huynh nhẫn tâm thật đấy đạo huynh thật sự muốn lấy mạng nô ra hay sao đối diện với mị yêu thiên diệp không ngừng mê hoặc lão sở mặt không cảm xúc ánh mắt nhìn mị diệp không khác gì nhìn rác rưởi sở hưu toàn lực vận chuyển hành tự bí hắn trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt mị yêu thiên diệp chân võ tam thập lục thức khống long thi triển ra liền lập tức túm được ít hầu của mị yêu khoa chặt nàng ta lại lão sở lúc này nở một nụ cười lạnh lẽo hướng mị yêu nói từ lúc gặp mặt đến giờ ngươi luôn thi triển huyễn thuật với ta nếu không lấy mạng ngươi thật có lỗi với bản thân mọi người ơi hiện tại ad đang có một cửa hàng nho nhỏ chuyên về đồ gia dụng trang trí làm đẹp cho căn động phủ nhà bạn sản phẩm tranh tráng gương treo tường được thiết kế theo phong cách hiện đại nhưng không hại điện phù hợp phong thủy chắc chắn sẽ khiến cho căn động phủ của bạn trở nên sang trọng và nổi bật 100% khách tới chơi nhà sẽ phải há hốc mùng kinh ngạc thốt lên ôi đẹp quá các vị đạo hữu yên tâm là mẫu mã sản phẩm rất đa dạng sẽ có đầy đủ màu sắc cho các vị đạo hữu lựa chọn bảo hành một đổi trả một khi có lỗi hoặc sản phẩm bị vỡ do vận chuyển dưới đây là hình ảnh một số mẫu mã nổi bật của máy dập review shop mời các vị đạo hữu xem thử đây là tranh mặt trăng tráng gương đây là tranh tráng gương đèn led có núi có trăng có hưu và sao khung cảnh non nước hữu tình lung linh tráng lệ đây là tranh đồng hồ tráng gương có đính kèm sợi lông vũ phượng hoàng lửa còn đây là tranh đồng hồ tráng gương khổ lớn hình bông hoa. Đây là loại tranh tráng gương khổ to treo tường. Đồng hồ treo tường gấu trúc cute này. Tranh tráng gương non nước hữu tình này. Đồng hồ tráng gương con hươu siêu đẹp treo tường này. Đồng hồ tráng gương đèn led hình ngôi sao trang trí phòng này. Đây là đồng hồ quả lắc có mặt tráng gương siêu đẹp trang trí phòng này. Các vị đạo hữu còn chờ gì nữa mà không nhanh tay liên hệ với AD qua số Zalo trên màn hình. Hoặc là mọi người vào shopee rồi vào phần tìm kiếm gõ ngay một cái tên, máy dập review shop. Trên đó có đầy đủ toàn bộ các mẫu mã sản phẩm hiện có của bên em. Các vị đạo hữu đặt mua hàng trực tiếp trên đó nhé. Cảm ơn các vị đạo hữu rất nhiều.